Tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, có một phòng chuyên dùng để may các loại đồ vải y tế, phục vụ cho việc khám chữa bệnh. Trong mùa dịch COVID-19 như hiện nay, căn phòng này đã được trưng dụng để làm địa điểm hiện thực hóa ý tưởng, tự may khẩu trang vải để phục vụ nhu cầu sử dụng trong bệnh viện. Trước cái tình hình mà dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất là phức tạp, thì hiện tại cái số lượng khẩu trang y tế trên thị trường thì rất là khan hiếm. Với cái số lượng nhân viên bệnh viện thì trên 800 nhân viên, thì số lượng tồn kho hiện tại ở kho dược của bệnh viện thì không thể nào đủ để đáp ứng so với cái nhu cầu thực tế sử dụng hàng ngày của nhân viên. Cho nên để ưu tiên cho công tác chống dịch thì đa số tất cả các khẩu trang y tế được phục vụ cho những cái phòng khám chuyên về bệnh hô hấp, những cái đơn vị tiếp xúc đặc thù đối với những bệnh truyền nhiễm. Còn lại những cái đơn vị khác với cái tần suất tiếp xúc ít hơn thì chúng tôi sẽ cấp cái khẩu trang vải đã được tiệt trùng để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế. Về phương diện đoàn thanh niên thì khi mà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh phát động là may khẩu trang thì mình thấy là mô hình này là rất là hiệu quả trong cái giai đoạn mà chống dịch hiện nay. Bên đoàn cơ sở mới là phát động cho đoàn viên thanh niên của mình là ngoài giờ làm việc thì sẽ hỗ trợ khoa để may khẩu trang phát trước tiên là cho nhân viên của mình trong tại bệnh viện sử dụng và có thể là tặng cho bệnh nhân khi mà đến khám bệnh ở đây. Lúc đầu thì khi mà nảy sinh ra ý tưởng thì nó cũng có những cái khó khăn. Thì hiện tại nhân lực của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn để phụ trách may thì chỉ có từ 1 đến 2 người thôi. Nhưng mà cái số lượng khẩu trang ở các khoa nhu cầu sử dụng rất lớn, hơn 2.000 cái khẩu trang. Chính vì vậy thì khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đã xin ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc phối hợp với lại đoàn cơ sở của Bệnh viện Đa khoa thì tiến hành may cái khẩu trang cho nhân viên y tế. Nhờ được sự ủng hộ của các bạn đoàn viên thanh niên thì đến hiện nay thì số lượng khẩu trang cũng được may số lượng rất là lớn, thì cũng giảm tải được phần nào đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của bệnh viện. Hàng ngày sau mỗi giờ làm việc, các bạn đoàn viên thanh niên không ai bảo ai đều dành chút thời gian để thay phiên nhau đến hỗ trợ việc may khẩu trang. Tự mày mò, học hỏi các quy trình may khẩu trang và được sự hướng dẫn của các nhân viên may hiện hữu, các bạn đoàn viên thanh niên đã tỉ mỉ làm nên những chiếc khẩu trang không chỉ vừa đẹp lại vừa có tác dụng phòng chống dịch bệnh. Loại vải được chọn để may khẩu trang là loại vải chuyên dùng để may các loại đồ vải y tế. Điều quan trọng là các sắp vải này đã được tỉ mỉ vẽ khuôn, đo cắt một cách rất khoa học và chi tiết, sao cho có thể làm ra được lượng khẩu trang nhiều nhất trong lượng vải tiêu thụ ít nhất. Sau khi đã được tạo hình, những chiếc khẩu trang thô ban đầu tiếp tục được chuyển sang công đoạn may. Công đoạn này đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn, nên thường được giao cho các bạn biết may hoặc là các nhân viên may lành nghề tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn phụ trách. Trong chớp mắt, những chiếc khẩu trang vải đã cơ bản hoàn thành, chỉ cần thêm phần quai đeo hai bên nữa là hoàn tất cả quy trình cắt may. Nghe thì có vẻ đơn giản, song khi bắt tay vào làm thực tế mới có thể hiểu được những khó khăn mà những thợ may bất đắc dĩ này đã trải qua và từng bước khắc phục. Hồi trước xưa kia thì cô may cho đồ bệnh viện, sau này thì có dịch cúm thì cô mới tổ chức ở bệnh viện tổ chức để cô may khẩu trang. Thì trong khi may khẩu trang thì tất cả nhân viên bệnh viện đều phối hợp với nhau để mà làm cho nó có năng suất ra cho để mình đáp ứng cho bệnh viện. Các bạn đoàn viên thì khi mà được phát động thì rất là hăng hái. Thì mỗi ngày là đều có một lượng đoàn viên đi xuống dưới khoa kiểm soát nhiễm khuẩn để hỗ trợ tích cực trong cái việc mà may khẩu trang này. Nhận thức được là cái việc làm này là có ích cho xã hội như vậy thì các bạn làm với cái tâm thái rất là thoải mái và rất là nhiệt huyết. Trung bình mỗi ngày, các bạn đoàn viên thanh niên có thể làm ra trên dưới 200 chiếc khẩu trang. Đây là con số rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, với việc có thể giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, những chiếc khẩu trang vải này đã phần nào giảm bớt áp lực cho khẩu trang y tế của bệnh viện. Với cái số lượng mà khẩu trang vải được may ra thì cũng được nhân viên y tế trong bệnh viện, đặc biệt là ở những cái bộ phận mà không thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân thì cũng được sử dụng hàng ngày và nó sẽ giảm được cái sự tiêu thụ khẩu trang, cái số lượng khẩu trang y tế tiêu thụ khoảng 50% so với trước đây, thì cũng góp phần là giảm được cái tình trạng khan hiếm khẩu trang trong giai đoạn hiện nay, thì cái khẩu trang y tế sẽ được ưu tiên để sử dụng cho những cái đơn vị, những cái khu vực mà có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân để góp phần trong cái công tác chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Sau khi hoàn tất quy trình may, những chiếc khẩu trang này còn phải trải qua thêm một công đoạn nữa, đó là hấp tiệt trùng.
Việc làm này sẽ giúp những chiếc khẩu trang vệ sinh hơn, đảm bảo chất lượng hơn trước khi đưa vào sử dụng. Khi hoàn tất tất cả công đoạn, những chiếc khẩu trang này sẽ được mang đi phát tặng cho các cán bộ nhân viên y tế đang công tác tại các phòng khoa gián tiếp, ít nguy cơ lây nhiễm và phát tặng cho những bệnh nhân đến khám. Thì trong thời gian tới thì các bạn đoàn viên thì cũng tăng cường xuống dưới khoa kiểm soát nhiễm khuẩn để may những cái khẩu trang này. Rồi tiếp theo đó nữa thì sẽ làm những cái vật dụng để phòng chống dịch khác như là mặt nạ che. Thì sắp tới đây thì đoàn cơ sở sẽ triển khai làm cái việc này. Là một việc làm khá đơn giản, thế nhưng hoạt động này đã cho thấy tính sáng tạo, chủ động, nắm bắt được tình hình thực tế của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và của đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Không chỉ góp phần kéo giảm nỗi lo về nguồn cung khẩu trang y tế, việc làm này còn cho thấy nhiều hiệu quả tích cực về mặt kinh tế, nhất là trong giai đoạn mặt hàng khẩu trang y tế đang khan hiếm và cao giá như hiện nay.